Các bạn thân mến, các bạn đang xem kênh Sắc Màu Cuộc Sống với Vườn Rau Thu Nhỏ. Clip hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái cách mình trồng cây hẹ từ gốc. Đây là cái cây hẹ mà các bạn thấy đây, là mình trồng cách đây hơn 2 tháng. Thì trong quá trình trồng thì mình cũng bón phân, rồi tưới nước đầy đủ và để cây hẹ này ngoài trời nắng. Cho nên các bạn thấy là nó lên rất là tươi tốt. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái gốc hẹ này rồi mình sẽ trồng vào một cái chậu mới để cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành là trộn đất nha các bạn. Đây các bạn thấy đây là đất đã sử dụng trước đây rồi, là mình sử dụng 2 kỳ rồi. Còn cái này là cho trấu nè, cho trấu. Còn đây là sơ dừa đây. Và còn đây là phân trùng quế, thì các bạn có thể bón bất cứ phân gì cũng được, tức là phân hữu cơ ngoài đó, là phân bò, phân gà, phân riêng hoặc là phân trùng quế hoặc là phân dê, phân yến, chim yến vân vân. Thì tất cả các loại phân đều phải được hữu ngoài và để xử lý tốt, chắc chắn cái các loại côn trùng nó có hại ở trong đất đó, thì nó sẽ không tốt cho cây trồng. Mình sẽ cho phân trùng quế vào. Rồi để tiêu diệt các loại vi khuẩn hoặc là nấm có hại trong đất đó, thì chúng ta nên dùng thêm cái gọi là Trichoderma. Trico này là có giúp cho nó cải tạo đất và nó hạn chế cái sự phát triển của nấm có hại trong cây trồng và các loại vi khuẩn virus khác. Bây giờ mình trộn đều các loại đất này lại, trộn đều các cái giá thể cái đất mà mình muốn bỏ vào. Đây là cái chậu, cũng cái chậu này các bạn thì nó cũng bằng của cái chậu này này. Bây giờ mình sẽ cho đất vào trong cái chậu đây. Cái chậu này nó có đường kính là 37 cm, tức là nó khoảng 2 cái găng tay của mình, và chiều cao của nó là 36 cm. Đây các bạn thấy đất mình vừa trộn xong, mình cho vô chậu nè, nó rất là tơi xốp nè. Thì đất như thế này về cây hẹ nó cũng là để cho nó dễ thoát nước á, cho nên là đất nó phải có vừa giữ độ ẩm nhưng mà vừa phải tơi xốp, khi nước vào thì trời mưa hoặc mình tưới thì nó vừa đủ thôi. Thì nước nó luôn luôn có giữ được để cho cây nó phát triển. Tại vì một số bạn nói là hẹ trồng hay bị úng, bị chết đó, là do các bạn để nước nhiều và cái đất nó không thoát được. Như mình đã nói các bạn, cây hẹ này thì mình đã trồng hơn 2 tháng, thì bây giờ mình sẽ gọi là tắt bớt, lấy bớt mấy cái chỗ mà nó dài á, để ra mình trồng mới. Mình sẽ nhổ lên. Bộ rễ của nó rất là chắc. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cắt mấy cái bụi này nè, mình sẽ chừa ra là khoảng chừng dưới cái nắp lá này nè. Đây, đây cái thân này mình để đây, nó đoạn. Khoảng chừng 7 cm. Đoạn cái lá này để mình sẽ nấu canh hoặc là xào. Cái này các bạn thấy nó có mấy cái rễ này thì mình cắt mấy cái rễ này đi để cho nó dễ phát triển hơn.
bây giờ mình sẽ trồng các cái cây hẹ này vào cái chậu mà mình đã chuẩn bị đất rồi. Thì nếu mà các bạn có chậu lớn hơn á, mình trồng thì khoảng chừng cách khoảng cách 8-10 cm, mình trồng sâu xuống là trồng sâu khoảng 3 cm. Còn nếu mà ít đất á, và chậu nhỏ thì các bạn có thể trồng dài hơn cũng được, để khi nó bắt đầu lớn một chút á, thì các bạn tắt ra ăn từ từ. Và sau đó như cái chậu của mình vừa trồng này nó dài quá thì mình sẽ nhổ ra mình trồng qua các cái chậu khác. Rồi mình trồng xong các cái gốc hẹ này vào trong cái chậu trắng nhựa này, bây giờ mình sẽ tưới nước cho mấy cái hẹ này. Để cho cây hẹ này nó dễ phát triển, từ khi mà mình trồng rễ gốc như thế này mình thân thì các bạn nên để vào mát vài ngày, hoặc là nếu rễ ngoài trời thì phải lấy cái tấm lưới mà màu xanh che không lan, các bạn che lại trong khoảng chừng một tuần là nó sẽ mọc lá mới lên. Đây các bạn thấy là các cái gốc hẹ sau khi mình vừa trồng xong. Chậu hẹ này mình đã trồng được 1 tháng rồi đây các bạn, hiện nay là nó đang phát triển tốt rồi. Hôm nay mình sẽ tiến hành bón thêm phân. Ở đây là phân bò khô, bây giờ mình đã trộn với đất. Các bạn thì mình nếu mà mình không có phân bò khô thì mình có thể là bỏ phân gà và phân cùn quế, phân dơi, phân dê, nói chung là phân gì cũng được. Các bạn cũng nên bón định kỳ cho các cái cây trồng và để lắp cái gốc lại cho nó tốt. Khi mà nó lớn hoặc là mưa nó xói gốc á, thì mình bón phân rồi mình lắp đất lại thì cây nó sẽ nhanh phát triển hơn. Đây các bạn thấy đây, thì cây này là mình thấy là khoảng chừng gần 1 tháng nữa thì nó sẽ cao. Bây giờ nó đã cao đã khoảng 10-15 cm rồi, mình muốn nó cao khoảng 25-30 cm là mình thu hoạch được. Đây các bạn thấy nó lên rồi, nó lên đều. Sau khi bón phân giờ mình sẽ tưới nước cho phân và đất nó thấm vào rễ của cây hẹ để cho nó nhanh phát triển hơn. Rồi định kỳ cứ hàng ngày mình tưới vào buổi sáng sớm và chiều mát cho cây nó thấm phân và các cái chất dinh dưỡng khác để phát triển. Đây là chậu hẹ mình trồng từ gốc. Hiện nay là cây hẹ này trồng từ gốc nó đã phát triển được là khoảng hơn 45 ngày. Thì có thể là gần thu hoạch được rồi đó các bạn, cây nó phát triển rất là tốt. Thì trước đây mình bón phân cho nó một đợt thì mình bón phân bò khô, rồi phân bò khô mình mua của các cái công ty họ đã ủ quay rồi đó.
đây có lá nè, gốc nè, rễ nè, đây các bạn thấy rễ nè, là gốc nè, lá là cao rồi. Nó cao như vậy là nó ra cao khoảng chừng hơn 20 cm rồi, đây, khoảng 25 cm, lá rất là nhiều, xanh tốt nè. Đây, các bạn thấy là vậy là nó đủ dinh dưỡng á. Thì như vậy trồng cái này thì mình trời nắng thì mình buổi sáng mình cũng tưới ít nước, nếu chiều nó khô á thì chiều tối mát mát là tưới thêm, còn nếu nó đủ nước thì mình không tưới. Đấy, nói chung là trồng hẹ mình thấy rất là dễ. Đây là cái chậu hẹ mình trồng từ gốc này các bạn, hôm nay là đã được là khoảng 60 ngày thì cây phát triển mạnh mẽ rồi, lá bắt đầu một số lá như nó già rồi nè. Đây các bạn, một số lá mình thấy nó đã bắt đầu già, như vậy là sẽ thu hoạch được rồi. Các bạn xem, đây là cái chậu hẹ mình đã trồng cách đây khoảng gần 60 ngày thì hôm nay lá nó đã bắt đầu già rồi, mình sẽ thu hoạch để rồi mình muốn phân tiếp cho nó gốc nó ra thêm cái liễu mới. Đây mình sẽ cắt kéo hay là dao gì cũng được, chúng ta cắt cái cách rễ cũng chừng 4 cm. Đây, đây các bạn, hẹ nó vừa cắt xong. Đây các bạn, sau khi mình đã tỉa, tức là mình cắt cái hẹ này đã trồng từ gốc sau 60, gần 60 ngày, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bón phân. Đây là phân bò khô mình đã trộn với đất, bây giờ mình bón tiếp. Thì nếu các bạn không có phân bò khô thì các bạn có thể bón là phân gà ủ quay và phân cùng quế. Nói chung là mình có phân gì mình bón phân đó. Phân này mình đã trộn với đất sẵn rồi, thì chúng ta bỏ vào thì sau đó chúng ta tưới nước khoảng chừng 50 tới 60 ngày sau, hoặc nếu mình muốn ăn sớm hơn thì cây còn non thì mình có thể cắt thì khoảng là 40 ngày là các bạn cũng có thể là có cái lứa hẹ tiếp theo. Thì mình thay như vậy thì mình thấy là trồng hẹ nó rất là dễ đó các bạn, đó là liên tục là phát triển. Hết là chúng ta cứ cho phân vào tưới nước đầy đủ, nhớ mùa nắng là tưới đầy đủ và chúng ta vẫn để cho nó thoát nước. Bây giờ mình tưới nước ra vào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip mình trồng hẹ vào các cái chậu và trong cao từ gốc. Và trong gần 60 ngày thu hoạch, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.